Xin chào tất cả anh em quay trở lại với kênh Bí Quyết Đẹp Trai và mình là Quang Hải. Các em có biết là trong tủ đồ mình không thể nào thiếu một item nào không? Anh em thử đoán xem. Còn đối với bản thân mình đó là chiếc quần jean. Chiếc quần jean của mình đã theo mình đến 3-4 năm nay rồi mà hầu như là nó không hề bị hỏng. Vì nó là một món đồ cực basic nhưng là có thể phối được rất nhiều phong cách. Và các ngôi sao nổi tiếng đình đám thì có những bộ trang phục rất là thời thượng, không thể nào thiếu cho mình một chiếc quần jean được. Và hiện tại ở trên thị trường thì có rất là nhiều mẫu mã quần jean, đó là những cái màu xám, xanh hay là những dáng thẳng, đứng hoặc là slim fit. Và ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em 3 mẫu quần jean mà có thể áp dụng trong mọi trường hợp. Và mẫu quần jean đầu tiên mình muốn giới thiệu đến cho anh em mà không thể nào thiếu trong tủ đồ của mình, đó chính là mẫu quần jean đen. Mẫu quần jean đen mặc dù cực basic nhưng nó là một món đồ luôn luôn được mình ưu tiên ở trong tủ đồ, vì nó rất cơ bản nhưng lại có thể phối được rất nhiều phong cách. Điều đầu tiên khi bắt tay vào xây dựng một tủ đồ cơ bản tiện dụng của mình thì 1-2 chiếc quần jean đen trơn chính là sự ưu tiên hàng đầu của mình, phù hợp với mọi hoàn cảnh, đi làm, đi chơi, tiệc tùng hay cả những sự kiện sang trọng lịch sự thì kiểu quần jean này đều có thể cân được tất nhé. Với jean đen thì anh em chỉ cần phối với một chiếc sơ mi màu tương phản kèm thêm một chiếc giày màu trắng nữa thôi thì nhìn cực kỳ chỉn chu và không kém phần năng động trong những buổi hẹn hò hoặc là đi chơi. Dù quần tối màu giúp anh em trông cao hơn nhưng vẫn phải lưu ý form dáng quần, quá rộng hay dài sẽ ăn bớt chiều cao của anh em. Hãy lựa chọn cho mình quần có độ dài đến mắc cá chân để tạo sự thoải mái cũng như là tăng chiều cao của mình. Và ngày hôm nay mình lựa chọn cho bạn mẫu đó chính là một chiếc quần jean đen và phông đen, bên ngoài khoác một áo bò sáng màu mang một hơi hướng đầy mạnh mẽ và nam tính. Và ngoài những chiếc quần jean đen nam tính thì tiếp theo đó là chiếc quần jean sáng màu form slim fit mà anh em cần có trong tủ đồ. Đặc biệt là jean màu xanh nhạt, nó mang lại một sự thoải mái và phóng khoáng của tuổi trẻ. Nó khá là phóng khoáng và tự do, không có nghĩa là việc anh em có thể cầu thả. Vì liên quan đến màu sắc, việc mix đồ sẽ rất là khó. Vì chỉ cần anh em mix đồ sai một chút thôi là cả cái outfit của ngày hôm đấy anh em sẽ bị hủy hoại. Phong quần quá rộng sẽ làm người nhìn liên tưởng ngay đến việc bạn ngủ quên ở nhà rồi vơ vội một chiếc quần trong tủ và chẳng may chiếc quần đó lại là của bố mình. Vì vậy anh em nên thận trọng lựa chọn cho mình một chiếc quần vừa vặn. Chỉ cần phối với những chiếc áo thun basic, các anh em không cần phải gò bó mình trong những bộ quần áo thời trang, thời thượng vì giờ đây có rất nhiều dáng quần slim fit và chất liệu thoải mái. Một chiếc quần jean với một chút rách nhẹ sẽ tạo được điểm nhấn cho anh em. Nhưng nên rách nhẹ một chút thôi nhé, chứ đừng tả tơi như thế này sẽ khiến chiếc quần không còn là một món đồ basic trong tủ của mình nữa. Và những chiếc quần jean có màu xanh vừa phải với những vệt squat có tính ứng dụng rất cao trong việc phối đồ. Và chính vì thế nó được rất nhiều người ưa chuộng. Nếu xét về tổng thể hơn thì chiếc quần jean này khá được nhiều người lựa chọn vì tính ứng dụng cao trong việc phối đồ. Mẫu quần jean có một chút squat nhẹ sẽ mang đến nét cá tính mạnh mẽ cho anh em nam giới và nên lựa chọn cho mình những form vừa vặn để tôn dáng hơn. Với chiếc quần này thì rất phù hợp với những bộ sơ mi caro, áo thun graphic hoặc denim. Nói chung với những mẫu quần này thì anh em sẽ rất dễ phối đồ và sẽ rất là đẹp. Và vừa rồi mình đã chia sẻ cho anh em 3 mẫu quần jean cơ bản nên có trong tủ đồ. Mình hy vọng đây là một thông tin rất là hữu ích dành cho anh em. Bây giờ cũng là lúc kết thúc video này rồi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em số tiếp theo kênh Bí Quyết Đẹp Trai. Nhớ like và subscribe kênh Bí Quyết Đẹp Trai để biết thêm những mẹo đẹp trai mỗi ngày.